Tại vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020, các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm ở bảng A cùng Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar, trong khi bảng B có sự hiện diện của Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Tại mỗi bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt và hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ vào vòng play-off. Triều Tiên cùng Hàn Quốc được coi là hai đội mạnh nhất bảng A, nhưng với việc Triều Tiên rút lui, cơ hội để nữ Việt Nam giành một trong hai suất vào vòng play-off trở nên vô cùng sáng sủa, bởi bảng đấu của chúng ta chỉ còn ba đội là nữ Việt Nam, nữ Hàn Quốc và nữ Myanmar. Trong khi đội tuyển nữ Hàn Quốc được đánh giá ở đẳng cấp vượt trội và chắc chắn sẽ giành một suất đá play-off, thì suất chơi vòng play-off còn lại nằm trong tầm tay của chúng ta, bởi nữ Myanmar không phải đối thủ thực sự mạnh, từng nhiều lần bị chúng ta đánh bại. Còn nhớ, tại vòng bảng bóng đá nữ AFF Cup năm 2018, các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung từng đè bẹp Myanmar 4-0, đứng đầu bảng B trước khi vô địch giải đấu. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar ngày 6 tháng 2 năm 2020, trước khi đối đầu với nữ Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 2 năm 2020. Trước mắt, cơ hội cho chúng ta vào vòng play-off là cực kỳ lớn, còn một khi đã có mặt ở đó, dù gặp Australia hay Trung Quốc, chúng ta cũng sẽ chơi với hơn 100% khả năng của mình và vẫn có khả năng gây bất ngờ để làm nên điều kỳ diệu là giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Các học trò ông Mai Đức Chung sẽ có hơn một tháng để rèn quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Huấn luyện viên 67 tuổi cho biết ban huấn luyện đã quyết định thay đổi kế hoạch tập luyện. Theo đó, các cầu thủ sẽ tập xuyên Tết Nguyên Đán để chuẩn bị cho vòng loại lần này. Chiều 24 tháng 12, đội đã tập luyện trở lại trước khi đi Quảng Ninh tập huấn một tuần, rồi tiếp tục về Hà Nội rèn quân. Ở giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á ACC 2020, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là những nền bóng đá sẽ có hai câu lạc bộ giành quyền trực tiếp tham dự giải đấu này. Singapore và Myanmar mỗi nước sẽ có một đội bóng giành vé trực tiếp, trong khi các câu lạc bộ ở những quốc gia còn lại sẽ phải thi đấu vòng play-off để chọn ra hai đội xuất sắc nhất. ACC 2020 sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12 năm sau với sự góp mặt của 12 câu lạc bộ. Thái Lan lúc này đã chọn ra được hai đội bóng tham dự là Chiangrai United vô địch Thai League 2019 và Prachuap FC vô địch FA Cup Thái Lan năm 2019 để tranh tài ở giải đấu khu vực này. Giải vô địch câu lạc bộ khu vực ASEAN Club Championship ACC sẽ chính thức khởi động vào năm 2020 với sự tham gia của 12 câu lạc bộ hàng đầu các quốc gia thành viên AFF.